Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một cái đèn led hình trái tim như thế này. Đây thì mình đang có trên tay một con đèn led bán trên shop, thì bên shop mình đã lắp sẵn rồi. Các bạn chỉ cần mua về và gắn mạch vào cấp điện cho nó là nó đã chạy rồi. Đây, trên tay mình đang có đây, rất là nhiều bóng được xếp thành hình trái tim. Ở bên ở giữa nó sẽ là một con chip, thì các bạn cần lắp con chip này vào. Con chip 89S25. Các bạn nhớ là lắp đúng chiều nha. Đây, các bạn hãy nhìn kỹ này. Ở trên đầu nó có một cái phần khuyết đấy. Đó, thì các bạn hãy lắp phần khuyết hướng lên trên của trái tim. Các bạn nhớ chú ý là lắp chân cho nó khít vào nha. Đó, cần cẩn thận một tí. Rất là nhiều chân đấy. Khi các bạn đặt hàng trên shop mà muốn bên mình lắp sẵn thì các bạn cũng có thể nhắn tin, thì bên mình sẽ lắp luôn cho các bạn. Các bạn chỉ cần về cắm điện vào hoặc là về lắp cho nó một cái hộp, thế là được rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cấp nguồn. Ở đây thì mình dùng nguồn 5V 1A. Cắm rắc vào là nó đã chạy rồi. Đó, rất là sáng nha. Tuy là đèn của mình chỉ có một màu đỏ thôi, nhưng mà nó còn rất nhiều là hiệu ứng. Đấy, nó chạy luân phiên nhau, rất nhiều hiệu ứng. Và cũng rất là sáng đấy. Cái này mà để trong tối thì đẹp tuyệt vời. Các bạn có thể mua nó về để làm thành một món quà tặng cho người yêu. Còn mình thì vẫn đang FA đây. Đó, chỉ cần lắp cho nó một cái hộp này, hoặc là đặt nó vào cái chỗ nào đẹp đẹp đấy. Các bạn chuyên về kỹ thuật mà muốn thay đổi cái hiệu ứng của nó thì có thể tháo con chip ra và nạp cốt lại cho nó, thì nó sẽ thay đổi theo ý muốn của các bạn. Nếu các bạn muốn mình hướng dẫn thì hãy comment ở bên dưới, thì mình sẽ làm một video để hướng dẫn cách nạp cốt thay đổi hiệu ứng cho đèn led. Rất là đẹp đúng không? Mình rất là thích con led này, rất là đẹp luôn. Chỉ cần mua về là sử dụng được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye.